chú mày. Hả? Chú mày có biết flexing nghĩa là gì không? Sao bây giờ cái đấy là thành trend được nhỉ? À, đấy là mấy cái thằng ở trên mạng nó lên nó khoe khoang đồ đạc các thứ thì người ta gọi là flexing. Nói chung là linh tinh. Tao là tao cực kỳ ghét mấy thằng cứ lên mạng khoe mẽ. Chắc gì đồ đấy là của nó. Sống trên đời này là phải biết khiêm tốn các bạn. Càng khoe mẽ người đời người ta càng khinh thường thế này. Có lý. Hay quá bạn anh. Chết lý đấy. Được đấy. À tôi chết, đúng rồi. Mấy giờ rồi? Ở đây ai có đồng hồ không? Đồng hồ á? Trời ơi, mấy giờ rồi còn xem giờ còn đồng hồ nữa. Bây giờ người ta xem vào điện thoại hết rồi. Để tao xem cho. Ê, còn đã. Tao quên mất là tao đang đeo trên tay một chiếc Apple Watch Series 6 40mm GPS màu nhôm đen. Để tao xem mấy giờ rồi nào. À, 3:30. Đấy, chúng mày thấy không? Đồng hồ thông minh nó phải thông minh như thế. Đúng là bỏ 10 củ ra mua cái đồng hồ nó phải khác. Thông minh hẳn lên. Bây giờ là mày thích chơi kiểu này thì tao hiểu rồi. Mày nói cái gì tao chả hiểu gì cả. Mày nói rõ cho Apple Watch tao nghe cái sao nó chơi kiểu gì hả? Đấy là mày khơi mào cái cuộc chiến này ấy nhá. Game on baby, game on. Ok cái bọn này trận chiến nào? Chúng mày nói gì tao chả hiểu cái gì cả hả? Được. Vậy tao sẽ tuyên bố trận chiến flexing ngày hôm nay bắt đầu. Và để kỷ niệm cho ngày hôm nay, anh em mình làm với nhau con ảnh nhỉ? Hả? Là chụp ảnh? Chụp ảnh bằng cái gì? Rất may là tao đã có con iPhone 12 256GB màu đen, màn hình OLED 6.1 inch, camera trước ống kính 12MP khẩu độ f/2.2 này ở đây để anh em có thể selfie. À, em làm một cái bắt đầu rồi. 12 củ đánh quanh đấy. Từ đây anh em ơi, đấy. Chết chú mày ơi. Ôi trời ơi, giật cơ mình. Gấp quá rồi. Gì bình tĩnh nào, gấp gì? Gấp gì đấy? Gấp ra gấp vào cũng như kiểu là con Samsung Galaxy Z Flip 4 5G 256GB RAM 8GB màu hồng phấn của tao đây này. Nói chung là vừa đơn giản vừa tiện lợi. Chụp ảnh từ xa này thì vẫn nhìn thấy được màn hình điện thoại. Đâu đấy tầm gần 20 triệu chứ mấy. Đơn giản. Khoan lại chú mày ơi. Thằng này làm sao đây? Nặng quá, nặng quá. Bê xuống tao với. Bê cái gì? PS5 phục vụ cho tất cả các game cấu hình cao đang hot ở trên thị trường. Tao vừa mua ấy. Chơi game điện thoại làm cái gì? Trong khi mày có thể tận hưởng chơi những game cực kỳ khủng ở trên PS5. Như thế chứ. Bọn này giàu thế nhở? Có đủ thứ để flexing. Chúng mày như thế này thì tao cảm thấy tự ti. Thôi, cho bọn tao xin lỗi. Từ nãy giờ cứ ti cái gì nhỉ? TV Samsung 4K 60 lại có Crystal Display mới. Công nghệ HDR cải thiện độ sáng trả góp 0% này chứ còn gì nữa. Vừa mới mua xong để Netflix kiếm chiêu chúng mày ạ. Chứ tao nói thật nhá, xem mấy cái điện thoại bé tí, không quen. Chúng mày, tao không ngờ được chúng mày flexing đến mức này đấy. Uổng công tao tin tưởng chúng mày. Tưởng chúng mày là những đứa bạn giản dị, khiêm tốn. Cho tao xin lỗi. Xem ra tình bạn của anh em mình đang đứng trước bờ. Mà bờ gì? Bờ Blackpink sau cái nhạc Bonpin tại sân vận động Mỹ Đình tháng 7 này chứ có gì nữa. Tao là vừa chia cơ khoảng 20 triệu thôi để mua đôi vé VIP đứng sát sân khấu ngắm cái idol cho dễ. Đu idol nói chung là mình phải nhìn trực tiếp, chứ mình nhìn qua màn hình điện thoại vớ vẩn này để làm cái gì, đúng không? Ủa, nét quá bạn ơi. Bạn flexing như này thì làm sao bọn ai cũng chơi lại bạn được. Thế cho tôi hỏi một câu này thôi, bạn có biết dì Vân không? Sao đang Blackpink lại nhảy sang dì Vân nhỉ? Dì Vân là ai? Dì Vân là Vision đấy. Là con xe tay ga màu đen đỏ tao vừa mới mua xong. Có dung tích xăng 5,2 lít nặng 96 cân. Loại động cơ cháy cấp bức, làm mát bằng không khí, tốn kỳ một xi lanh. Giá đầu cơ 4 cái vé VIP Blackpink ấy mà. Quay trưởng, không thể tin nổi. Bạn có xe đẳng cấp như thế này. Bạn flexing như thế này thế em mà chơi được. Tầm này bạn head up lắm nhỉ? Đi xe máy sao lại head up? Head up là cái gì? Head up là con SH sáng nay luôn rồi anh tao đây này. Dung tích bình xăng 7,8 lít,
nặng 133 kg, loại động cơ BGM FI 4 kỳ 1 xi lanh làm mát bằng dung dịch. Giá đâu tầm 7-8 vé VIP môn binh thôi mà. Uầy, vãi trưởng, không ngờ tao quen toàn những châm anh tiếng Việt, toàn những flexing khủng thôi. Thế này thì tao đi gặp bác Nhật cho chúng mày ạ. Sao lại đang xe pháo chuyển sang bác Nhật. Bác Nhật là ông nào? Bác Nhật là nhẫn bạc này, nhẫn bạc chặt phạt. Bây giờ tôi đeo cống cả tay các bạn này. Khổ quá, nhà tôi chật, không có chỗ để nên là tôi phải đeo hết vào tay thế này. Nặng tay lắm, toàn là hàng lý mỹ thuật thôi. Đâu đó khoảng vài trăm mà sản xuất một lần đấy. Thôi anh em giao lưu với nhỉ, bắt tay cái. Mấy cái em thằng thiết, lại bắt tay cái. Uầy, chúng mày toàn flexing, trang sức nặng đá nặng chân. Tao chả có gì, tao chỉ có chuyên giày thôi. Hả? Cái gì? Chuyên giày á? Nhưng mà mày này đang đi đất bám đi giày đâu? Chuyên giày tức là dây chuyền tôi đang đeo nãy giờ nặng hết cả cổ đấy các bạn thấy ạ. Toàn con hàng limited, miếng đá đinh kim cương, trị giá cũng tầm đâu nửa tỷ thôi mà. Ôi nặng cổ quá, chắc là tôi phải đi khám bác sĩ rồi. Ủa tôi chết rồi, muộn giờ mất rồi. Cái gì? Muộn giờ gì? Muộn giờ ra sân bay cho chuyến du lịch vòng quanh thế giới của tôi mất rồi. Máy bay tầm này nó sắp bay rồi đấy. Tôi đi luôn đây nhá, không ở đây luôn, có phép nữa đâu. Ơ quên đã, sao bạn không bảo tôi trước? Bảo mình trước làm gì? Bạn bút vé cho tôi à? Bạn nghe tiếng gì không? Nhở. Tự nhiên lại nghe cái tiếng gì nó quen quen đấy nhở. Tiếng cánh quạt của con trực thăng tôi vừa mới đậu sáng nay đây. Đang đậu trên tầng thượng đây kìa. Bạn muốn đi đâu? Để tôi chở bạn đi. Chú mày ơi, tao vừa nhận được bức thư của trường đại học Stanford. Tao vui quá, tao đỗ đại học rồi. Thực ra thì cũng chẳng có gì, đây cũng chỉ là 110 trường đại học danh giá nhất thế giới thôi. Tao vui quá. Thế mày là hàng xóm của tao à? Tao cũng vừa đỗ đại học này, trường Harvard. Úi dồi ôi, tuyệt vời luôn mày ơi. Cũng bình thường mà, trường tốt đầu thế giới thôi, có cái gì đâu. Ba mẹ tao chắc chắn là hạnh phúc lắm. Ôi chú mày ơi, tao vừa nhớ ra, tao mới nhận được thư mời làm việc tại văn phòng của NASA này. Trời ơi, tao cũng nghĩ là tao không đủ điều kiện chứ ai ngờ lại thành công luôn được. Ui, thế là tao sắp được ra vũ trụ rồi sao? Alo, sư thủ MTB à? Ui rồi ơi, dạo này có khỏe không? Vẫn ra hít đều chứ? Cái gì bí ý tưởng á? Với anh việc đấy quá đơn giản. Ai chẳng biết là mấy clip trước của chú là toàn là anh đầu tư ý tưởng. Alo, GD à? Tôi đây. Trời ơi, lâu lắm mà không thấy bạn gọi tôi nhỉ? Tôi cũng lâu lắm không thấy bạn cam bách ấy. Chuẩn bị cam bách á. Bạn cần tôi đầu tư bao nhiêu? Bạn cứ nói thoải mái đi, lâu lắm mới cam bách, bạn cứ nói đi. Cần bao nhiêu? Cái gì mà ý thế, 5 triệu đô thôi á. Bạn làm cam em nào 10 triệu đô đi. Mấy khi đầu tư tôi là tấp tay rồi cho bạn đấy. Nhá. Mấy khi anh em theo tình với nhau, tôi chung mong chung gối với bạn suốt rồi. Alo, chú Bin ghét đấy à? Vãi cả. Có chuyện gì mà chú gọi cháu gấp thế nhở? Chú kia gọi đầu tư á? Ừ thì ai cũng biết là tài sản của cháu còn lớn gấp mấy lần chú. Nhưng mà chú nhờ gấp thế này thì cái công ty lớn nhất châu Á của cháu không kịp chuẩn bị giấy tờ. Mà chú cần bao nhiêu? 5 tỷ á? Thôi, không mấy cái đồng bạc lẻ này thì chú cũng gọi cháu ạ. Chú gọi cho thư ký của cháu là được rồi. Ngày mai cháu còn phải bận đi ăn sinh nhật của Elon Musk đây này. Thế nó mời cháu từ đầu năm mà đến bây giờ cháu mới có thời gian sắp xếp đi được ấy. Cái gì đang nói chuyện mà? Hơi quá đấy. Màn hình vẫn đang khóa kìa. Hả? Cả chúng mày nữa, màn hình cũng khóa kìa. Tưởng tao không biết à? Cả mấy cái phong bì này nữa, có hóa đơn tiền điện tiền nước giấy báo nợ chứ làm gì có Harvard cả Stanford gì ở đây. Dây chuyền nhẫn bạc thì toàn chợ Đồng Xuân, tiếng máy bay thì lấy ở trên loa, xe pháo thì toàn đi mượn. Chúng mày đang flexing cái gì ở đây hả? Thì còn tao thì nếu mà chúng mày có thời gian cho cái flexing giả tạo đấy thì kiếm cái gì mà làm, mà kiếm tiền đi. Hay là chúng mày có thể đi giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, đang gặp bão lũ kìa. Tại sao lại ngồi đây bốc phét với nhau hả? Tôi xin lỗi. Xin lỗi nha. Chúng mày là tao thất vọng quá. Thôi, bây giờ như này nhá. Chúng mày thích flex ở đâu thì flex nhá. Nhưng mà đừng bao giờ flex ở trên cái kênh YouTube Pinh Lê. 1.479.011 người đăng ký với 370 cái video, 72 triệu giờ xem, 772 triệu lượt xem của tao nữa. Ok. Mày vừa flexing đấy ạ.
Xin tự giới thiệu, tao là Pinglay YouTube. Tao ra video hai tay như một hai tuần một lần. Anh em nếu thứ hai thì nhớ like, share và subscribe nhá. Pinglay tao đi giày cấp 42.